giảng đường nhân ái hòa bình học Phật vấn đáp kỳ 42 tại Hồng Kông. Pháp sư Tịnh Không giải đáp. Giảng ngày 28 tháng 7 năm 2006. Giảng tại hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin chào mọi người. Hôm nay có 32 câu hỏi. Chúng ta cứ theo thứ tự để giải đáp. Trước hết là câu hỏi của đồng tu Trung Quốc. Tổng cộng có 14 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, họ hỏi chúng con y theo giáo huấn của lão pháp sư, lấy một bộ kinh vô lượng thọ, một câu Phật hiệu, mỗi ngày nghe kinh 4 giờ, dùng phương pháp như vậy để học tập, nhưng chúng con tự tu ở trong nhà, thiếu ngoại duyên đến chùa để cộng tu. Liệu có thể tự tại giảng sanh không? Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Thì ngoại duyên Quan trọng nhất Chính là Không bị hoàn cảnh bên ngoài Quấy nhiễu Điều này rất là quan trọng Cho nên có đôi khi Tu hành trong nhà Còn thù thắng hơn ở chùa nếu trong chùa không có trợ duyên tốt như vậy không có niệm phật đường thật sự tốt không có sự hộ trì như lý như pháp người ở ngoài nhiều lời người xưa nói vẫn là có đạo lý biết quá nhiều việc thêm phiền não quen quá nhiều người lắm thị phi nhiều người thì sẽ có chuyện thị phi ngược lại không thể thành tựu cho nên Từ xưa đến nay Người thành tựu chân thật Bạn xem hơn một nửa là bế quan Họ quan tòa đoạn tuyệt với ngoại duyên Từ chỗ này Bạn nghĩ xem Thì bạn sẽ biết Người hộ quan Rất là tận tâm Rất có trách nhiệm Có thể ngăn mọi ngoại duyên cho bạn để hoàn cảnh tu hành của bạn thanh tịnh Một ngày Có thể nghe kinh 4 giờ Niệm Phật 20 giờ Đây là thông thường nói tối thiểu Đương nhiên tốt nhất Là niệm Phật không được gián đoạn Như vậy chân thật Mới đạt được tự tại giảng sanh Gần đây trường hợp cư sĩ hoàng trung xương ở thẩm quyến vô cùng đáng để tham khảo ông bế quan tịnh khẩu ba năm ba năm không nói chuyện mỗi ngày chỉ ít đọc hai bộ kinh vô lượng thọ ông cũng không nghe giảng ông chỉ đọc kinh sáng đọc một bộ tối đọc một bộ Phật hiệu không gián đoạn Mệt rồi thì nghĩ Nghĩ khỏe rồi lại niệm tiếp Ông không nói chuyện với người khác Người khác cũng không nói chuyện với ông Cho nên tâm của ông là định rồi Biết quan ba năm Nhưng 2 năm 10 tháng Còn có hai tháng nữa là viên mãn Ông đã biết trước giờ đi Đã giảng sanh rồi Ông đã làm thực nghiệm cho chúng ta Chính là Pháp môn tịnh tông Niệm Phật cầu giảng sanh Ba năm rút cuộc có phải là thật hay không Ông vô cùng nghiêm túc thật là Quả nhiên Ba năm thành công Chính mình phải có quyết tâm Quan trọng nhất chính là bạn phải buông được xuống Bạn còn có chuyện bận tâm không thể buông xuống Vậy thì không được rồi Bạn tu 30 năm cũng không có cách gì giảng sanh Chân thật buông xuống Triệt để buông xuống gia thân quyến thuộc của bạn phải hiểu bạn thì sẽ không làm phiền đây mới là quan trọng nếu gia thân quyến thuộc thường hay đến quấy nhiễu bạn bạn sẽ gặp phiền phức cho nên ở chùa hay trong nhà đều không nhất định chủ yếu chính là hoàn cảnh mà thôi hoàn cảnh trong nhà tốt thì trong nhà có thể giảng sanh hoàn cảnh ở chùa tốt thì cũng là trợ duyên rất tốt câu hỏi thứ hai hỏi là có đồng tu tu hành tại gia chỉ nắm một câu phật hiệu không đọc kinh cũng không nghe kinh ba tháng sau cảm thấy ngày ngày khi nhiễu phật thì có hoa sen đi cùng khi lễ phật thì tây phương tam thánh đang ở trước mặt vì vậy rất nhiều đồng tu đã noi gương học tập không nghe kinh, không đọc kinh Chỉ niệm một câu Phật hiệu Xin hỏi chúng sanh thời mạt Pháp Phải nên tu hành như thế nào Mới có thể thật sự được tự tại giảng sanh Lời họ nói là đúng Cũng giống như Cư sĩ Hoàng vậy Giống như cư sĩ Hoàng Trung Sương Vấn đề chính là Họ chân thật có thể buông được Thật sự Không muốn sanh tử trong lục đạo Luân hồi nữa Chân thật muốn xuất ly Buông được sạch sẽ Vậy thì được Khi xưa đồ đệ của Lão Pháp Sư Đế Nhạc Chính là một câu Phật hiệu Mà giảng sanh Ngài không biết chữ Ngài cũng không tụng kinh Chính là một câu a di đà Phật Cũng là ba năm Miết trước giờ ra đi Đứng mà giảng sanh Đây là tấm gương rất tốt Cho nên mấu chốt là ở chỗ bạn có chân thật buông xuống hay không quan trọng nhất chính là câu nói này chân thật buông xuống thì không ai mà không thành tựu nếu không phải là chân thật buông xuống còn có việc bận tâm còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước vậy thì không đi được rồi nhất định phải biết cái đạo lý này chúng ta biết đồ đệ của lão hòa thượng đế nhà Là ông thợ giá nội Cả một đời Nghèo cùng khốn khổ Không muốn ở nhân gian nữa Cho nên Lão Hòa Thượng dạy ông Một câu a di đà Phật Niệm mệt rồi thì nghỉ Nghỉ khỏe rồi tiếp tục niệm Trong tâm của ông không có tạp niệm gì Ý niệm gì cũng không có Hay nói cách khác chỉ có một câu A-di-đà Phật Ngoài câu A-di-đà Phật ra Không có tạp niệm nào Đây chính là Tịnh niệm liên tục Mà trên kinh điển đã nói Ông làm được rồi Ý niệm của ông chính là A-di-đà Phật Không có ý niệm thứ hai Vì thì được Tuyệt đối không có vấn đề gì Cho nên có người muốn học Chân thật có thể học được Thì là việc tốt Giống như Việc giảng sanh của cư sĩ Quảng Trung Sương Làm ra sự thị hiện này cho mọi người xem Bạn làm giống như ông ấy Thì cũng nhất định giảng sanh Từ tấm gương giảng sanh này mà xem Pháp môn tịnh tông sắc thật là Đạo dễ hành Đơn giản dễ dàng Ổn định Thời gian ngắn Thành tựu thù thắng vô biên Vấn đề chính là bạn có thể tin tưởng hay không Bạn có thể buông xuống không Bạn vừa ngoài nghi đối với pháp môn này Bạn đối với hết thảy việc Dụng vật trên thế gian này Có một việc không thể buông xuống được Thì không được rồi Thật sự phải không có một mảy may chướng ngại nào không có một máy may lưu luyến gì như vậy mới được thứ ba câu hỏi này là mạc học là chúng xuất gia ở hà nam xuất gia của một vị tự xưng là pháp sư xuất gia đệ tử của ngài vị pháp sư này lợi dụng danh nghĩa của nhà tưởng niệm vạn tánh tổ tiên ở trong ngoài nước thu gom tiền Hiện nay dính vào nợ nần Trách nhiệm đổ hết lên đầu của mạc học Xin hỏi phải làm sao Điều này tôi không biết làm sao để cho tốt Bạn vẫn phải đi hỏi vị sư phụ đó của bạn Bạn hỏi thầy ấy làm thế nào thì mới được Có sự việc này thì tôi cũng không biết rồi Tôi cũng nhân cái trường hợp này để báo cáo với tất cả mọi người một lần nữa cả đời này của tôi không thu nhận đồ đề xuất gia những pháp sư chữ ngộ có hai mươi mấy người đi cùng tôi đây là do quán trưởng hàn anh ở thư viện Qua tạng của chúng ta thu nhận trước đây bà muốn xây dựng đạo tràng cả đời tôi không có đạo tràng người ta muốn xuất gia với tôi tôi cũng không có đạo tràng không nơi nào cho bạn ở cả cả một đời tôi đều là ở trong nhà do các vị cư sĩ cúng dường cúng dường không phải là cho tôi quyền sở hữu là của họ tôi chỉ là ở nhờ mà thôi giống như tôi ở hồng kông nhà cửa ở nơi này thì là của lão cư sĩ trần tinh xá của chúng tôi ở đây có ba tầng một tầng là do lão cư sĩ trần quyên tặng chúng tôi ở đây có tổ chức có ban quản lý không phải là tài sản của riêng tôi không phải là bà ấy tặng cho cá nhân tôi chính bà cho tôi mượn nhà của bà để ở cho tôi một chiếc chìa khóa đã được rồi Tất cả chi tiêu đều nhờ bà trả Như tiền điện thoại, tiền nước Toàn bộ đều là do bà trả Tôi đều không biết Mấy mươi năm trong tay không đụng đến tiền Cho nên tôi không có cách gì nhận đồ để Nhận đồ đệ thì không có chỗ ở Mà cúng dường cho một mình tôi thì dễ Nếu tôi dẫn theo vài người Thì không dám cúng dường tôi nữa Quá nhiều người rồi Gánh nặng sẽ là quá lớn Cho nên mọi người phải hiểu rõ Pháp sư tự xưng là đệ tử xuất gia của tôi Tôi không biết thầy này Loại tình hình như vậy Ở trong nước tôi nghe nói rất nhiều Đây là Cục trưởng Cục Tôn Giáo nói với tôi Cục trưởng Cục Tôn Giáo Quốc gia của chúng ta Nói với tôi là Họ lấy danh nghĩa của tôi Đến khắp nơi phô trương lừa gạt Cục Tôn Giáo cũng đã hiểu rõ Họ nói thưa Pháp Sư Nếu việc này người không biết Thì chúng tôi đi xử lý Cho nên các vị gặp phải vấn đề này Các vị phải tìm Cục trưởng Diệp Của Cục Tôn Giáo Quốc gia các vị hỏi xem ông ấy cách xử lý như thế nào Nên là việc vi phạm pháp luật Như định phải theo pháp luật mà xử phạt Người mà cả đời chúng tôi Học tập Chính là Thích ca Mâu Ni Phật Học tập với bổn sư Thích ca Mâu Ni Phật cả đời Không có đạo tràng Mặc dù Ngài nhận không ít đệ tử Nhưng những đệ tử đó đều giống như Ngài Đời sống của họ đều là ôm bình bát Nơi ở đều là ngồi dưới gốc cây Gọi là ngủ dưới gốc cây Ngày ăn một bữa Trải qua đời sống thanh khổ như vậy Học trò của Ngài là thương tùy chúng Có năm mươi người ngài không sợ ngài không cần nhà ở cho nên cả đời phật không xây dựng đạo trà điều này chúng ta phải biết nơi nào đó thỉnh mời phật cũng rất từ bi ngài đều nhận lời đến đó để giảng kinh dạy học giảng một thời gian giảng xong rồi thì ngài rời đi cũng không phải là ở lâu dài một nơi Cả đời Phật trải qua chính là đời sống du hóa Câu hỏi thứ tư Cư sĩ giảng sanh rồi Thì trong nhà người giảng sanh Có cần phải cúng thí thực hay không? Nghi thức này nếu quen thuộc rồi thì có thể làm Quỷ thần chúng sanh ở cõi u minh họ cũng là một trong những chúng sanh lục đạo phật pháp vô cùng từ bi không những dạy người mà chúng sanh ở trong chính pháp giới phật đều giáo hóa phật ở trên kinh điển dạy chúng ta có những việc này chúng ta cũng nên giúp đỡ họ cho nên việc cúng thí thực này Bất luận là Ở am đường, chùa chiền Hoặc là ở gia đình mình Ngay cả khi chúng ta đi du lịch bên ngoài Thì giống như thế tôn thời đó vậy Dưới cây trong rừng cũng có thể cúng Nơi đồng ruộng cũng có thể cúng Câu hỏi thứ năm Xin hỏi việc lấy tiền kiếm được Do các hành vi không như pháp Chẳng hạn như trộm cắp lừa gạt sát sanh Để mà bố thí cúng dường Thì đáng phải chịu quả báo gì Phạm là những thứ này Thì gọi là tiền tài bất nghĩa Không phải là Có được bằng phương thức bình thường một người tốt trên thế gian này của chúng ta đều không muốn tiếp nhận người xưa nói kẻ sĩ người quân tử một người hiểu biết rõ lý cũng không chịu tiếp nhận huống hồ là phật bồ tát chứ vì sao bạn sẽ hiểu được bạn dùng thứ này để bố thí cúng dường không đạt được quả báo quả báo bạn có được là tiêu cực tuyệt đối không phải là quả thiện phải hiểu điều này từ cái đạo lý này mà chúng ta biết phật dạy chúng ta giữ tâm tốt nói lời tốt làm việc tốt làm người tốt có người tốt nào lại làm những việc trộm cắp lừa dối sát sanh này chứ không thể dùng những thủ đoạn này đây không phải là người tốt đạo tràng của chúng tôi những năm đầu ở đài loan Đạo trạng đầu tiên thành lập là Thư viện Phật giáo Hoa Tạng Do hàng quán trưởng chủ trì Cũng đã mười mấy năm Thư viện tiếp nhận cúng dường Của tứ chúng Nhưng hàng quán trưởng là một người rất hiểu lý lẽ Tiền cúng dường của người ta mang đến Bà nhất định sẽ hỏi họ Tiền của các vị từ đâu ra Số tiền ít thì không hỏi Nếu số tiền quá lớn thì bà nhất định sẽ hỏi Nếu có từ đường bất minh Thì sẽ trả lại Đây là chính xác Tôi nhớ có một năm Hình như là vào dịp Tết Có một vị cư sĩ cầm đến 500 000 đại tệ Cúng dường thường trụ Tôi đã thấy hàng quán trưởng xử lý hỏi ông ấy kết quả tiền của ông là tiền dây nặng lãi quán trưởng nghe nói là tiền nặng lãi hỏi ông ấy xem người trong nhà có biết không người trong nhà không biết cho nên đã trả lại toàn bộ một xu cũng không nhận nói với ông là cách làm của ông đã sai rồi trên kinh điển Thích Ca Mâu Ni Phật Tam tạng 12 bộ kinh điển Không tìm thấy bộ kinh nào Dạy bạn đi dây nợ lấy tiền để cúng dường Không có đạo lý này Phật dạy người cúng dường Khuyên người tu cúng dường Là tùy phận tùy lực Nhất định không thể tăng thêm áp lực cho bạn Nhất định không được miễn cưỡng Vậy thì sai rồi Việc cúng dường của bạn nhất định là sanh tâm quan hỷ Chứ không phải là chồng thêm gánh nặng Đây là sai rồi Đạo lý này chúng ta phải biết Đặc biệt là người phụ trách đạo tràng Người khác quyên góp tặng tiền Nếu là số tiền lớn Thì phải nên học theo hàng quán trưởng Thái độ như vậy là chính xác Cho nên nghe kinh Hiểu rõ lý Quan trọng hơn bất cứ điều gì thông thường hiện nay thấy tiền là sáng mắt ra miễn có tiền là được rồi càng nhiều càng tốt không hỏi lai like lịch gì thì không được điều này nhất định là sai lầm số tiền càng nhiều thì càng phải làm cho rõ ràng phải tra xét cho rõ ràng câu hỏi tiếp theo họ hỏi là thỉnh thoảng con nghe có người bàn luận đạo tràng nào đó cư sĩ nào đó không như pháp mà những cư sĩ đạo tràng này thường là trong lúc lão pháp sư giảng kinh có tán thán là đạo tràng thù thắng là đại đức bồ tát xin hỏi con nên lựa chọn đạo tràng như pháp như thế nào ạ lựa chọn đạo tràng không phải là chọn ở bên ngoài nếu chọn ở bên ngoài thì chẳng tìm được đạo tràng nào lựa chọn ở đâu là từ trong tâm thanh tịnh của mình mà chọn Nơi nào cũng là đạo tràng như Pháp Không có đạo tràng không như Pháp Bạn nghĩ xem, bạn nhìn thấy Có người bàn luận Bạn có tham gia bàn luận không? Đạo tràng những năm thích Ni Phật còn tại thế Nói lời thành thật Cũng không phải là đạo tràng thập toàn thập mỹ vì sao vậy? Tính chúng của Ngài rất nhiều Rất nhiều thì rất tạp Cho nên rồng rắn hỗn tạp Trong đó có rất nhiều người làm việc không như Pháp Chính là tỳ kheo xuất gia ở trong đó Nó thật sự là đệ tử của Thích ca mâu ni Phật Bạn xem lục quần tỳ kheo mà trên kinh nói Những người này đều là tỳ kheo không nghe lời Nghe kinh giáo của Thích Ca Mâu Ni Phật rồi Mà còn cố tình Làm trái đi Cố tình không tuân thủ Tác oai tác quái Ở khắp mọi nơi Dẫn đầu chính là Đề Bà Đạt Đa Rất nhiều đồng học Phật của chúng ta biết là vị ấy dẫn đầu Mà Đề Bà Đạt Đa là anh em họ của Thích Ca Mâu Ni Phật Cùng chung một ông nội Những người đó cũng là Bồ Tát Mà chúng ta không biết Cho nên chúng ta tiếp nhận giáo dục Có hai dạng người dạy dỗ chúng ta Hai dạng này đều là thầy ta Khổng tử nói ba người cùng đi ắt có thầy ta Ba người này là một người thiện một người ác một người là chính mình đây gọi là ba người cùng đi. Người thiện là thầy ta, những chỗ tốt của họ chúng ta phải học theo. Người bất thiện cũng là thầy ta, họ cố tình làm ra những điều bất thiện để chúng ta phản tỉnh, nhìn xem ta có hành vi bất thiện này không. Nếu ta có thì nhanh chóng sửa đổi, nếu không thì khích lệ đừng phạm lỗi lầm đó giống như họ, họ cũng là thầy ta. Cho nên nếu bạn là người thiện thì bạn nhìn thấy trong thiên hạ đều là người thiện nếu bạn thấy người này là bất thiện người kia bất thiện hồi đầu nghĩ lại đó là chính mình bất thiện chứ không phải họ bất thiện phải hiểu đạo lý này bạn xem kinh hoa nghi mà chúng ta đang giảng hiện nay mấy ngày gần đây vừa đúng lúc giảng qua mới chưa được mấy ngày đại sư thanh lương nói cho chúng ta thuận nghịch đều là thuận Chính là đạo lý này Thuận chính là thiện Nghịch chính là bất thiện Cũng chính là thiện Và bất thiện cũng là thiện Không có bất thiện Hoàn toàn xem ở chính mình Cho nên ở trên Kinh Lăng Nghiêm Phật nói Nếu có thể chuyển cảnh ác đồng với Như Lai Chính là bạn có thể chuyển được cảnh giới hay không Bạn có thể chuyển được thì là biết tu hành Gọi là khéo học, khéo tu Bạn không chuyển lại được Thì bạn bị đào thải mất rồi Hết thảy cảnh duyên đều là Tăng thượng duyên tu học của chúng ta Cho nên Phật ở trên kinh nói là Chúng ta tu hành một ngày ở thế giới ta bà Đáng giá bằng tu học 100 năm Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc Chính là tu hành ở Tây Phương Cực Lạc Thế giới 100 năm Không bằng ở đây tu một ngày Bạn xem nó hoàn cảnh này có tốt hay không Vì sao vậy Thế giới Tây Phương Cực Lạc vô cùng ổn định Mặc dù ở đó không thoái chuyển Nhưng ở đó tiếng cũng rất chậm Thế giới này là tiếng nhanh Thoái nhanh Biến động rất lớn nếu có tiếng thì vượt xa quá nhiều So với thế giới cực lạ Nếu không vượt qua được thì rơi xuống rất sâu Sẽ rơi xuống A tỳ địa ngục Đây là lên nhanh xuống nhanh Có chỗ tốt của nó Nếu bạn có thể không sợ Thì ở nơi này Thật sự là thù thắng hơn thế giới cực lạ Nhất định phải biết đạo lý này Thế giới này tất nhiên là lên nhanh Nhưng xuống cũng rất nhanh Rơi xuống đến tam độ Rơi xuống đến địa ngục Vẫn là tu hành Ở tam độ thì tu cái gì? Là tu sám hối Bạn phải đem tư tưởng sai lầm Quan niệm sai lầm Hành vi sai lầm Sửa lại cho đúng Vừa sửa đúng thì liền xuất ly rồi Phật lấy cho chúng ta một thí dụ Đương nhiên nghiệp nhân vô cùng phức tạp Phật đưa ra thí dụ rất đơn giản Để cho chúng ta dễ nhớ Địa ngục là sân hận Bạn ở trong địa ngục chịu khổ Biết địa ngục là do tâm sân hận của ta biến hiện ra Chúng ta từ nay vì sao không nổi giận nữa Không sân hận nữa Thì địa ngục không còn Mà liền thoát khỏi địa ngục Cõi ngạ quỷ là tâm tham Tâm keo kiệt bạn ở trong đó chịu loại thống khổ này Niệm niệm từ nay về sau không khởi tâm tham này nữa Chỉ cần buông xuống tâm tham Thì cõi ngạ quỷ không còn liền thoát khỏi cõi ngạ quỷ Cõi súc sanh là ngu si Bạn nói xem nơi đó có phải là nơi tốt không? Nếu không có những nơi này Tham sân si của bạn đến đâu để đoạn đây? Ác đạo là giúp bạn đoạn phiền não thiện đạo là giúp bạn nâng thiện căn chúng ta đến lục đạo thì biết ở đâu trong lục đạo đều đang học tập học tập ở trong phật pháp nói chính là tu hành sửa cho đúng những hành vi sai lầm của chúng ta sau đó bạn liền hiểu phật ở trên kinh nói làm thế nào chúng ta có được thân người là do ngũ giới thập thiện mà mình đã tu được trong đời quá khứ vì bạn sẽ biết bạn đến cõi người để học cái gì chính là học ngũ giới thập thiện tu viên mãn ngũ giới thập thiện thì bạn sẽ nâng lên, lên thăng cấp rồi giống như đi học vậy nếu như năm học này ta học rất tốt thì hết năm sẽ được lên lớp chính là đạo lý này nếu ngay trong đời này tu không tốt ngủ giới thập thiện tu không tốt thì sẽ ở lại lớp ở lại lớp đời sau bạn vẫn là đầu thai đến cõi người vẫn đi học là sự việc như vậy nếu như học quá kém Tạo tác rất nhiều tội nghiệp Làm sai rồi thì bạn lại đến tam độ Tam độ là tu sám hối Phải thấu rõ đạo lý này Sanh lên trời Đến cõi trời dục giới Trong cõi trời dục giới là tu cái gì Phải đoạn dục Phải tu thượng phẩm thập thiện Phải tu tứ vô lượng tâm Từ bi hỷ xã Dần dần trời có 28 tầng trời Lấy từng tầng từng tầng một mà nâng lên Hiện nay ngay cả rất nhiều học giả phương Tây đều biết Đều hiểu được Con người đến thế gian này là có mục đích Là mục đích gì? Đến để học tập Là đến để học tập Họ nói Đến thế gian này có hai dạng người Một dạng là đến để học tập Một dạng là đến để công tác Cách nói này không khác gì so với Phật Pháp nói Phật Pháp nói Một dạng người là Phật Bồ Tát Ứng hóa đến để độ chúng sanh Đó là họ đến để công tác Một dạng người khác chân thật là đến tu hành Đến tu hành để nâng cao chính mình Đây chính là đến để học tập Cho nên học tập không ngừng nghỉ đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn vẫn là đang học tập trong cõi nào cũng là đang học tập đạo lý này với chân tướng sự thật không thể không biết nếu bạn biết thì ở mọi lúc ở mọi nơi đều là cảnh giới để chuyển đổi chính mình giúp chính mình lên cao lên trên Nếu như chúng ta nghe lời người khác nói Thì sẽ hoài nghi Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế Việc đặt điều gây rối rất nhiều Cũng có rất nhiều người nghe rồi Thì thoái tâm Không học Phật nữa Huống hồ là thế gian hiện nay Làm việc tốt Rất khó Khó không gì bằng làm người tốt khó làm Cho nên Chúng ta hiểu rõ Thiện hay là bất thiện Thật sự là ở chính mình Chẳng liên quan gì đến người bên ngoài Cũng không dính dáng gì đến cảnh giới bên ngoài Miễn là bạn có thể như như bất động Tuân thủ giáo huấn của Phật Bồ Tát Y giáo phụng hành Thì chính mình nhất định là Có thành tựu Tiếp theo là câu hỏi số 7 Không làm được đệ tử quy Chỉ một câu Phật hiệu niệm đến cùng Như vua a xà thế Xin hỏi như vậy có thể giảng sanh không? Vua a xà thế làm được đệ tử quy chưa? Vua a xà thế chưa làm được đệ tử quy Nhưng bạn không phải là vua a xà thế Vì sao vậy? Bạn không làm quốc dương Ngày nay bạn làm quốc dương Cũng giết cha giết mẹ Tạo đủ loại nghiệp ác Đến sau cùng bạn quay đầu hướng thiện Có một chút giống vua a xà thế Thế nhưng bạn không phải rồi Vua a xà thế vừa quay đầu Không những viên mãn đệ tử quy Ngay cả đại thừa Bồ Tát giới Trong phẩm tịnh hạnh của Kinh Hoa Nghiêm Toàn bộ đều viên mãn rồi có thể làm được quốc dương là đại phước báo đời đời kiếp kiếp tu hành chỉ là nhất thời hồ đồ ngài cũng là đến để thị hiện cho nên khi tôi học Phật tôi cảm thấy ngài là Bồ Tát thị hiện thị hiện để dạy chúng ta diệt gì đó đều là thầy dạy cho chúng ta bài học Vì chúng ta không nên xem thường người ác họ không diệt ác nào mà không là nhưng khi họ vừa quay đầu thì như ngạn ngữ xưa có nói lãng tử quay đầu và không đổi sự quay đầu đó của họ thật sự là quay đầu dũng mãnh tinh tấn người thông thường không cách gì so với họ được làm sao bạn có thể so với vua a thế chứ cho nên hãy học đệ tử quy cho thật tốt không học không được đệ tử quy học không được không việc gì vì sao vậy đời sau bạn vẫn phải học Đời sau học không tốt Đời sau nữa vẫn phải học Đến đời nào đó bạn học tốt rồi Từ đó mới dần nâng cao lên Khi học không tốt thì vẫn ở lại lớp Nếu như làm nhiều việc ác Thì đời sau bạn vẫn phải đi vào tam độ Đi học cách đoạn tham sân si Chân tướng sư thật chính là như vậy Vậy chúng ta dính diễn học tập Đời đời kiếp kiếp Không ngừng học tập vì sao ngay trong đời này không làm cho tốt bài tập của chính mình Làm tốt là việc nên làm Tiếp theo là câu hỏi thứ 9 Ấn Tổ khuyên người niệm thánh hiệu Di Đà Lại niệm thêm quán âm Bồ Tát Xin hỏi như vậy có phù hợp với chuyên tu không? Những gì Ấn Tổ nói Bạn phải hiểu cho rõ ràng vì sao ấn tổ nói vậy ấn tổ dạy người chuyên tu tịnh độ chuyên niệm di đà hoặc là thọ trì kinh vô lượng thọ hoặc là thọ trì kinh a di đà một môn thâm nhập dạy người niệm thêm quán thế âm bồ tát một ngày là một ngàn câu Ở thời khóa sớm tối Niệm một ngàn câu thánh hiệu Nam Mô quan Thế Âm Bồ Tát Để hồi hướng cho chúng sanh khổ nạn Trên toàn thế giới Đây không phải là vì chính mình Đây là tâm đại từ đại bi Cứu khổ cứu nạn Cầu quan Thế Âm Bồ Tát Giúp đỡ chúng sanh khổ nạn Ở thế giới này Là cái ý nghĩa này không phải là bảo bạn niệm a di đà phật lại niệm thêm quán thế âm bồ tát không phải vậy một ngàn tiếng phật hiệu là vì chúng sanh toàn thế giới mà niệm không phải là vì chính mình cho nên đây vẫn thuộc về chuyên tu không thuộc về tạp tu câu hỏi tiếp theo họ hỏi niệm phật thế nào thì có thể công phu thành phiến Điều kiện quan trọng nhất chính là buông xuống vạn duyên Bạn còn một chút không buông xuống được Thì công phu của bạn sẽ không thành phiến Thành phiến nghĩa là gì? Không hoài nghi Không hoài nghi, không sen tạp, không gián đoạn Thì thành phiến Chúng ta có thể từ sớm đến tối từ đầu năm đến cuối năm Ở đây thường nói Khởi tâm động niệm Ở trong tâm đều là a di Đà Phật Ngoài a di Đà Phật ra không có tạp niệm Để gọi là công phu thành phiến Cho nên nếu bạn có một việc không buông xuống được Có một việc còn dướng bận trong tâm Thì bạn sẽ không thành phiến được rồi Nó sẽ đến để cản đường bạn nó sẽ đến chướng ngại bạn Phá hoại công phu thành phiến của bạn Phải biết điều này những việc này hơn phân nữa không phải ở bên ngoài quan trọng nhất là sự kiên trì trong nội tâm của bạn chủ yếu nhất chính là triệt để buông xả lời này nói ra thì dễ nhưng khi làm thì không dễ dàng đặc biệt là phụ tử tình thâm không dễ dàng buông xả đó là tình chấp Trong xã hội hiện nay Chân thật Có người đến cả cha mẹ mình Cũng chẳng đối hoài Trong tâm trí của họ Không có cha mẹ Trong tâm họ có gì Có tiền tài Thấy tiền thì mắt sáng lên Bạn có một thứ không buông xả được Cũng không thể thành phiến Cho nên Danh văn lợi dưỡng Tự tư tự lợi Tôi thường hay nói Ngủ dục lục trần Tham sân si mạng Những thứ này không buông xuống được Thì rất khó được công phu thành phiến Buông xuống Có hai loại Nhà Phật nói đoạn phiền não Một loại là chân đoạn Một loại là phục đoạn Bạn có thể khống chế được nó cho dù không đoạn được Nó cũng không khởi tác dụng Vậy thì được Đó gọi là công phu thành phiến Nếu là chân đoạn Thì đó gọi là nhất tâm bất loạn Cao hơn công phu thành phiến Nhất tâm Có sự nhất tâm Có lý nhất tâm Ít nhất là sự nhất tâm Sự nhất tâm Thì việc giảng sanh thế giới cực lạc đã tự tại rồi Hoàn toàn tự tại Muốn đi lúc nào thì đi lúc đó Muốn ở lại thế gian này thế mấy năm Cũng không trở ngại gì Chân thật có thể làm được Đây gọi là được đại tự tại Hơn nữa Sự nhất tâm khi sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc Không phải là sanh trong cõi phàm thánh độc cư Mà là sanh vào cõi phương tiện hữu dư Địa vị đó rất cao nếu phục được Đây gọi là phục đoạn Không phải là chân đoạn Niệm Phật hiệu được công phu đắc lực Tuy có những phiền não này Nhưng chúng cũng không khởi tác dụng Loại này gọi là phục đoạn Giống như là lấy đá đè cỏ Đè xuống rồi nó cũng hiệu quả Như định có thể đới nghiệp giảng sanh Công phu như vậy là sanh vào cõi phàm thánh đồng cư Thông thường chúng ta niệm Phật ba năm Công phu này có thể làm được Nếu nói đoạn diệt được phiền não như đại đức xưa nói Thì người thời nay Chúng ta không có ai có thể làm được Đây là thật không phải là giả Diệt ngày nay chúng ta có thể làm được là Đè Ép xuống Dùng một câu Phật hiệu để đè nén tất cả phiền não tập khí xuống Thí dụ như khi bạn khởi tâm động niệm Khởi lên tâm tham Khởi lên tâm sân giận Ý niệm vừa khởi lên thì A-di-đà Phật đè cái ý niệm này xuống Đây gọi là niệm Phật Đây gọi là công phu Tuyệt đối không phải là một mặt niệm Phật Một mặt khởi vọng tưởng gì thì một chút công phu cũng không có Niệm công Phật hiểu đó không có chỗ dùng Người xưa gọi là Miễn niệm di đà tâm tán loạn Đau mồm rác họng cũng uổng công cái đó không có chỗ dùng Một ngày niệm 10 dạng câu, 20 dạng câu Cũng không có chỗ dùng Trong tâm vẫn là một mớ hỗn độn Vẫn là rất nhiều vọng tưởng Cho nên khi niệm Phật Quan trọng nhất chính là đánh bay vọng tưởng Nhất định không cho phép trong tâm của chính mình Khởi lên vọng niệm Bất luận là thiện niệm hay là ác niệm cũng không nên quan tâm đến nó Hết thảy đều dùng một câu Phật hiệu Để thay cho nó Đây chính là niệm Phật Công phu như vậy mới có thể thành phiến Thành phiến cũng có Chính phẩm Thường tam phẩm Thì thật sự là tư tại giáng sanh Biết trước giờ đi câu hỏi tiếp theo người niệm phật có phật bồ tát long thiên thiện thần phù hộ vì sao khi lâm chung có oan thân trái chủ chướng ngày sự giảng sanh của họ người niệm phật công phu có đắc lực có không đắc lực nếu thật sự công phu thành phiến thì người niệm phật này đắc lực khi lâm chung Oán thân trái chủ sẽ không chướng ngại họ Nếu công lực của bạn không đủ Hãy nói cách khác Bạn không giảng sanh nổi Oán thân trái chủ sẽ đến đòi nợ bạn Thiếu mạng Thì tìm bạn đòi nợ mạng Thiếu tiền Thì tìm bạn đòi nợ tiền Bạn vẫn là không thoát nổi rồi Những việc này đều là thật Không phải là giả Nếu thật sự thấu rõ những chân tướng sự thật này Thì nhất định không được hại mạng chúng sanh Ngàn dạng lần đừng cho rằng Động vật nhỏ không đáng gì Mỗi kiến sâu bọ Bạn giết chúng đến lúc mạng chung Chúng cũng đến đòi mạng Chúng cũng là một sinh mạng mà Tiền tài bất nghĩa bạn lấy được rồi Bạn vẫn phải trả nợ Ngạ ngữ gọi là Giết người đền mạng Tiếu nợ trả tiền Đời đời kiếp kiếp Nhân quả ba đời Vì sao lại đến thế gian này Nói thật ra chính là vì đòi nợ trả nợ mà đến Nếu việc nợ nần của một người đều sạch sẽ Không thiếu nợ người, không thiếu nợ mạng Cũng không thiếu nợ tiền Thì oán thân trái chủ cũng không còn Oán thân trái chủ là tự mình tìm đến Công phu đắc lực Thì oán thân trái chủ cũng hoan hỷ Việc này mấy năm trước Ở Singapore, chúng tôi đã tận mắt mà nhìn thấy Vì trưởng tràng của cư sĩ Lâm Singapore lão cư sĩ Trần Quang Biệt giảng sanh Trước khi giảng sanh một ngày tôi quy y cho ông Truyền thọ tam quy ngũ giới cho ông Ông biết trước giờ ra đi Khi giảng sanh các đồng học ở cư sĩ Lâm là chúng xuất gia Ở lớp bồi dưỡng Chúng tôi chia nhau mỗi nhóm bốn đồng học Để trợ niệm cho ông Suốt 24 giờ Không gián đoạn Chúng tôi như vậy cứ bốn người là một ca Không gián đoạn Một ngày nọ Sau khi Trợ niệm trong nhà ông Đồng học trở về Dẫn theo Oán thân trái chủ Của lão cư sĩ Trần Rất nhiều người Dẫn theo rất nhiều chúng quỷ Đến cư sĩ Lâm Họ dựa vào thân của một người Cư sĩ Lâm có niệm Phật đường Đã nhập vào thân một cô gái Ở niệm Phật đường đó Cô bé cũng đã gặp qua tôi Tên là Nỗ Mỹ Tuyền Giữa trên thân của cô bé này Khi giữa thân thì cô bất tỉnh Miệng sùi bọt mép Lúc sau mới nói chuyện được Họ là oán thân Trái chủ của lão cư sĩ Trần Rất nhiều người Họ nói lão cư sĩ thật tốt Niệm Phật giảng sanh rồi Chúng tôi rất tôn trọng ông ấy Chúng tôi cũng không gây phiền phức cho ông ấy oán thân trái chủ nói là không gây phiền phức Họ nói chúng tôi được sự đồng ý của thần hộ Pháp của cư sĩ Lâm Để cho chúng tôi vào đây Chúng tôi đến đây có hai mục đích Thứ nhất là đến cầu quý y Lúc đó đúng lúc tôi đang giảng kinh ở Hồng Kông Họ gọi điện thoại nói với tôi việc này Tôi nói các vị hãy nhanh chóng quý y cho những quỷ thần này đi Chính là Oán thân trái chủ của cư sĩ Trần Hãy quy y cho họ Yêu cầu thứ hai Họ yêu cầu được nghe kinh Yêu cầu được nghe kinh địa tạng Ban đầu họ yêu cầu được nghe kinh Tôi nói lầu năm của chúng tôi là giảng đường Mỗi ngày đều có pháp sư giảng kinh Họ nói ánh sáng ở giảng đường quá lớn Quỷ không chịu được Sau đó thì nghĩ đến Trai đường nhà ăn Trong đó Có tivi Phát băng giảng Kinh địa tạng Họ rất quan hỷ liền đồng ý Cho nên chúng tôi ngày đêm Phát băng giảng kinh không ngừng Phát được hơn một tháng Thì họ đạt được lợi ích Đều đi rồi Đây chính là công phu đắc lực chân thật của bạn Chân thật là niệm Phật giảng sanh Những oán thân trái chủ này cũng quan hỷ Sanh đến thế giới cực lạc thì thành Phật rồi họ có quan hệ với Phật, tương lai cũng là có duyên được độ. Nói chung là có duyên với Phật. Cho nên họ không gây phiền phức. Bạn xem họ đến cầu quy y, đến cầu siêu độ, yêu cầu được nghe kinh, đây là việc tốt. Phạm là lúc khi Lâm chung còn có oán thân trái chủ đến gây phiền phức, chướng ngại giảng sanh thì trong tâm bạn hiểu rõ một đời này của họ không thể giảng sanh người chân thật giảng sanh thì oán thân trái chủ nhất định không dám đụng đến rồi đúng thật là có phật bồ tát hộ niệm có long thiên thiện thần bảo hộ tiếp theo là câu hỏi thứ mười hai Họ hỏi người khác vì con mà quỷ bán Phật Pháp Xin hỏi tội lỗi này thuộc về bên nào Thuộc về chính mình Vì chính mình mà hủy bán Phật Pháp Mình làm chưa đủ tốt Cho nên chính mình phải gánh lấy trách nhiệm này Thế nhưng Người nào bịa đặt hủy bán Cũng có lỗi Vì sao vậy? Họ ngu si Nếu họ không ngu si Thì sẽ không vì chúng ta làm không đúng Mà đi hủy bán Bạn nhìn xem chúng ta học Phật nhiều năm như vậy Hiểu rõ hơn Không ngu si nữa Nhìn thấy người trong đạo tràng làm không như Pháp Chúng ta cũng không hoan hỷ, tán thán Chúng ta cũng không hủy bán họ Trước đây thì không như vậy Trước đây thì nhất định là quỷ bán rồi Đây chính là chỗ không giống nhau của chúng ta Chúng ta hoàn toàn tích cực Xem thấy bạn làm không như pháp Quay đầu nghĩ lại xem chính mình làm có như pháp hay không nếu chính mình không như Pháp Thì phải nhanh chóng sửa đổi Bởi vì con người rất khó nhìn thấy khuyết điểm của mình Dễ nhất là nhìn khuyết điểm của người khác Người khác là tấm gương soi của chúng ta Bạn lấy họ làm gương soi Thì chúng ta sẽ có lợi ích Nhìn thấy họ làm không tốt Thì phải nhanh chóng quay đầu lại nghĩ xem mình có hay không Người đó là thầy của ta Họ là thiện tri thức của ta Vì sao ta lại quỷ bán họ chứ Chúng ta quay đầu trở lại Biết sám hối, biết sửa lỗi Chúng ta phải đem công đức tu học Mà hồi hướng cho họ Vì sao vậy? Chúng ta biết nghiệp mà họ tạo rất nặng nhất định sẽ đọa vào đường ác chúng ta đem công đức hồi hướng cho họ hy vọng nghiệp chướng của họ giảm nhẹ hy vọng là thời gian chịu khổ của họ rút ngắn đây là một dạng báo đáp của chúng ta phải nên như vậy phải hiểu nhân tình xử lý thông thường cho nên tu hành thì trước tiên phải học chư phật bồ tát chúng ta đối với hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới không có một oan gia nào không đối lập với một ai nếu người nào đó chống lại chúng ta chúng ta lập tức phải phản tỉnh họ chống lại ta ta không chống lại họ họ hủy bán ta ta tán thán họ Họ nhục mạ ta Ta cung kính họ Vì thì hóa giải rồi Vì sao phải làm như vậy Chư Phật Bồ Tát Đối với hết thảy chúng sanh Đều là cách làm như vậy Chúng ta học Phật Thì phải học tâm thái Căn bản làm người của Phật Bồ Tát Vậy thì chúng ta mới chân thật học được như định không được ghi nhớ oán hận trong lúc giảng kinh tôi thường khuyên đồng học quan trọng nhất là ở trong sâu thẳm nội tâm của chúng ta hóa giải hết thảy ý niệm đối lập với người với việc với vật tuyệt đối không đối lập với người tuyệt đối không đối lập với hết thảy chúng sanh phải biết khiêm nhượng Phải biết tôn trọng Chúng ta xem thấy một con mũi Chúng ta liền chắp tay Chào Bồ Tát mũi Nhìn thấy một con kiến Chúng ta chắp tay Xin chào Bồ Tát kiến Nhất định không dám xem thường Xem chúng giống như là Phật Bồ Tát Chúng cũng hoan hỷ Không phải là chúng không hiểu Chúng hiểu đó Hơn nữa lại cùng chung sống với chúng ta Vô cùng hợp tác tuyệt đối sẽ không gây phiền phức đây là thí nghiệm của chúng tôi trong nhiều năm nay rất có hiệu quả gần đây bên cạnh nhà cũ của tôi ở an huy có hai thanh niên đã gọi điện cho tôi nói với tôi có một sự việc tôi nói các bạn hãy thuật lại việc đó ra là việc gì ruồi nhẫn chuột bỏ vốn dĩ gia đình họ rất ghét hiện nay nghe thấy chúng ta phải cung kính đối với chúng hai chị em họ đã gọi là bồ tát ruồi bồ tát chuột kết quả các bồ tát đó cùng tu hành với họ cùng niệm phật với họ đã giảng sanh rồi ba chú ruồi giảng sanh một chú chuột giảng sanh Tôi nói các bạn hãy thuật lại việc đó Để mọi người làm tham khảo Cúng dường đại chúng Đây đều là việc tốt Là thật không phải là giả Cho nên những động vật nhỏ này Đều có linh tánh Vì sao họ bị đọa lạc ở đó Họ ở đó học tập Tội nghiệp đã tạo trong quá khứ Cõi súc sanh là ngu si Họ phải đi đoạn tham sân si Họ buông xuống tham sân si thì họ thoát ra Nên được giải thoát ngay Câu hỏi tiếp theo, xin hỏi nghe kinh có lợi ích công đức gì không? Lợi ích công đức nghe kinh là giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta thông tỏ một số đạo lý. Đạo lý chung sống giữa người với người, giữa người với môi trường tự nhiên, giữa người với thiên địa quỷ thần. Trong những kinh điển này nói rất rõ ràng thậm chí rất nhiều kiến thức trên thế gian này ở trên kinh phật đều nói đến bạn không nghe thì cũng như bạn không đi học bạn muốn hỏi tôi nghe kinh có chỗ nào tốt bạn nghĩ xem bạn đi học trên trường có chỗ nào tốt là cùng đạo lý như vậy hết thảy chúng sanh Đều là Phật dị lai Vì phải đợi đến lúc nào Thì hết thảy chúng sanh mới đều thành Phật Hôm trước chúng ta đã vẽ một cái bản Tôi nhìn thấy ở bên ngoài Dán trên bản thông báo Thật ra Cũng nên đưa lên truyền hình Cho Mọi người đều xem thấy trên bản thông báo thì chỉ có đồng tu ở trong học viện của chúng ta mới có thể xem thấy Nếu như phát lên truyền hình Vậy thì trên mạng, trên truyền hình vệ tinh đều có thể xem thấy rồi Phải đợi đến khi nào Thì tất cả chúng sanh hết thảy đều thành Phật Điều này không có thời gian dài hay ngắn Mà đều ở trong một niệm Một niệm giác ngộ thì chúng sanh thành Phật một niệm mê hoặc thì biến thành tam đồ lục đạo sự khác biệt giữa phật và chúng sanh chính là mê ngộ không như nhau mà thôi cầu hết thảy chúng sanh vốn dĩ thành phật là nói họ có phật tánh hết thảy chúng sanh đều có phật tánh nhưng hiện nay bạn có vọng tưởng bạn có phân biệt bạn có chấp trước cho nên gọi bạn là chúng sanh nếu như chúng ta đem vọng tưởng phân biệt chấp trước hết thảy đều buông xuống thì bạn liền thành phật khi nào bạn buông xuống thì khi đó bạn thành phật nếu như nói vọng tưởng buông chưa được nhưng đã buông được phân biệt chấp trước thì bạn chính là bồ tát bồ tát vẫn còn có vọng tưởng nhưng đã hết phân biệt chấp trước nếu như vẫn còn vọng tưởng phân biệt thế nhưng chấp trước buông xả được rồi thì bạn là a la hán nếu như cả ba thứ này đều không buông xuống được thì bạn là lục đạo phàm phu đó chính là như chúng ta hiện nay vậy cả ba thứ đều không buông được Phật dạy chúng ta trước tiên buông xuống chấp trước Đây là thứ thô nhất Là thứ nặng nhất Không chấp trước đối với hết thảy người vật diệt nữa Cho nên phải học tùy duyên Phổ hiền Bồ Tát dạy chúng ta Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Có thể tùy thuận người khác Cái gì cũng tốt Không chấp trước nữa thì là A-la-hán Tiến thêm một bước không những không chấp trước Mà ý niệm phân biệt cũng không còn Vì thì bạn chính là Bồ Tát Đến sau cùng vọng tướng là khởi tâm động niệm Đây là khó nhất Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cho cảnh giới sáu trần bên ngoài Làm được không khởi tâm không động niệm Tâm giống như một tấm gương vậy Gương không khởi tâm không động niệm soi chiếu cảnh với bên ngoài vô cùng rõ ràng một chút cũng không bỏ sót đó là phật tâm của phật giống như một tấm gương vậy không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước phật nói với chúng ta chỉ cần buông xuống ba thứ này thì bạn chính là phật lập tức thành phật ngay Phóng hạ đồ đau lập địa thành Phật Đồ đau là gì? Chính là ba cái đau vọng tưởng phân biệt chấp trước này Là buông xuống những thứ này Bạn lập tức liền thành Phật Đây là điều nhất định Phải nhận biết rõ ràng Khi học Phật Phật là gì? Phật ở đâu? Bồ Tát ở đâu? Hết thảy bạn đều phải rõ ràng tiếp theo là một câu hỏi của đồng tu ở canada ở nơi con ở từng xảy ra sự việc giáo sĩ tôn giáo phạm tội xâm phạm bé gái dẫn đến bàn tán xôn xao trong đại chúng cuối cùng bản thân các tín đồ tôn giáo phải đưa giáo sĩ này ra trước pháp luật để xử lý xin hỏi phật tử phải nên lấy thái độ gì để đối diện với loại sư diệt như vậy người xưa nói rất hay người đâu phải thánh hiền ai mà không phạm lỗi chứ phật tử không phải là người nào cũng thành phật cả phật tử chưa thành phật phật tử cũng không phải là a la hán phật tử vẫn còn là phàm phu đã là phàm phu thì có lý nào không có sai lầm chứ cổ thánh tiên hiền nói như chúng ta lỗi có thể sửa còn thiện nào hơn xã hội này ngày nay chúng tôi cũng đi qua rất nhiều quốc gia khu vực đúng thật là tín đồ tôn giáo có một số không như pháp bạn muốn hỏi tôi dùng thái độ gì để đối diện với việc này thái độ của chúng ta chính là dạy học đây là một biện pháp vô cùng tốt bạn xem những năm thức cam đi phật còn tại thế ngày ngày lên lớp cùng với mọi người giảng kinh chính là lên lớp đại chúng cùng lên lớp nói chuyện với một hai người cũng là lên lớp cho nên giảng kinh hơn 300 hội Thuyết pháp 49 năm Hãy gặp người Một người cũng được, hai người cũng được Mở lời đều là lên lớp Đều là giảng kinh Chưa bao giờ gián đoạn Phương pháp này rất hữu hiệu Giúp bạn phá mê khai ngộ Giúp bạn liều khổ được vui Tất cả những người sáng lập ra tôn giáo bạn đi xem thử lịch sử của họ Không ai không giảng kinh Không ai không dạy học Chúa Giêsu dạy học 3 năm Bị người ta hại chết Đức Mô-ha-mét dạy học 27 năm Khổng lão phu tử của chúng ta dạy học 5 năm Dạy học sẽ sanh ra hiệu quả to lớn Khiến cho người chân thật nghe rồi Thì thấu suốt trở lại Giác ngộ trở lại Ngày nay chúng ta đang ở trong thời loạn Toàn bộ thế giới này Đang động loạn Lo sợ bất an Cũng khiến cho nhiều người Có lý tưởng cao cả Đang nghiên cứu Làm sao để hóa giải xung đột xúc tiến làm cho xã hội an định hòa bình phương tây có một số người quan niệm là để đối phó với những vấn đề này thì phải dùng trấn áp phải dùng báo thù nhiều năm trôi qua như vậy đến nay đã biết trấn áp hay báo thù đều không giải quyết được vấn đề ngược lại hận thù càng kết càng sâu do đó có xu hướng Đi theo phương pháp hòa bình Muốn tìm kiếm hòa bình Không dùng bạo lực Không dùng báo thù Hội nghị hòa bình quốc tế rất nhiều Tôi đã tham gia 8 lần rồi Sau khi tôi tham gia Tâm đắc của tôi là Hội nghị không thể giải quyết vấn đề Mọi người tọa đàm trong hội nghị Toàn là bàn luận suông, Bàn luận rất hay nhưng không thể thực hiện Điều này khiến cho chúng tôi phản tỉnh sâu sắc hơn Chúng tôi đã nghĩ đến cổ thánh tiên hiện xưa Nghĩ đến Thích Ca Bô Ni Phật Thích Ca Bô Ni Phật chưa từng mở hội nghị Cổ thánh tiên hiện trong năm ngàn năm qua của chúng ta Bạn xem một đất nước dân tộc lớn như vậy là dùng dạy học thôi những nước quản dân dạy học làm đầu là dùng phương pháp này để đạt được mục đích cho nên chúng tôi ở trong nước quê hương tôi có một thị trấn nhỏ chúng tôi đã làm thí nghiệm rồi tháng 11 năm ngoái bắt đầu chúng tôi bồi dưỡng giáo viên bồi dưỡng được 30 giáo viên 30 vị giáo viên này của chúng ta là Thi cử để chọn ra Đến tham gia đăng ký hơn 300 người Chúng tôi chọn lấy 30 người Sau khi được chọn Họ từ bỏ công việc Công việc vốn dĩ của họ Đều là giáo viên Giáo viên mầm non Giáo viên tiểu học Giáo viên cấp 2 Đây là đối tượng mà chúng tôi tuyển dụng Từ bỏ công việc đến trung tâm của chúng tôi Để thí nghiệm làm giáo dục luân lý đạo đức Họ học những gì học đệ tử quy Yêu cầu của chúng tôi đối với các giáo viên này Trong 2 tháng phải thực hiện được 100% đệ tử quy Cho nên ngay trong hai tháng Bởi vì họ đều là giáo viên Nên tương đối dễ dạy Chân thật thực hiện Sau khi thực hiện Chúng tôi phân công những giáo viên đó Đến thị trấn nhỏ này Thị trấn nhỏ này Có 20 ngôi làng Thay nhau đến mỗi làng để dạy Cư dân của thị trấn này Tổng cộng có 48.000 người Nam nữ già trẻ các ngành các nghề Cùng nhau học tập đệ tử quy Chúng tôi không nghĩ là Chỉ có hai tháng Mà hiệu quả vô cùng Rõ rệt Phong khí xã hội ở nơi này Đã được đổi lại thiện lương hơn Rất nhiều tập khí xấu vốn có trước đây Đều không còn nữa Như Không còn những việc vợ chồng cãi nhau nữa sau khi dạy xong hai tháng thì vợ chồng không cãi nhau nữa mẹ chồng nàng dâu có thể chung sống trẻ nhỏ thì biết hiếu thuận cha mẹ hàng xóm cũng không tranh chấp nữa rồi giống dĩ hàng xóm chỉ một chút việc nhỏ cũng không nhường nhau thường thì hai kiện nhau ra công sở của thị trấn hai tháng dạy học những kiện cáo đầy ở công sở thị trấn không còn nữa đã từng có một lần hàng xóm tranh chấp đến công sở thị trấn công sở thị trấn chỉ nói một câu các vị học đệ tử quy rồi không thấy xấu hổ khi đến đây sao hai người cảm thấy xấu hổ đều ra về trong các cửa hàng không còn bị mất trộm không bị mất đồ nữa Nhân viên phục vụ tài xế taxi Đối với khách hàng đã rất nghiêm túc Vì đại chúng mà phục vụ không lợi dụng môi tiền khách nữa Phong khí khắp nơi thay đổi thiện lương hơn Điều này nằm ngoài dự đoán của chúng tôi Khiến cho những giáo viên này Tăng trưởng tính tâm Chứng minh câu đầu tiên Trong tam tự kinh nhân chi sơ tánh bổn thiện cũng chứng minh người tốt là do dạy mà ra chứ không phải mở hội nghị mà ra được mở hội nghị chẳng ra được trấn áp không ra được báo thù không ra được là do dạy mà ra vô cùng khó được thí nghiệm này thành công rồi Những giáo viên này của chúng ta Đúng thật là rất gian khổ Nhưng mọi người đều rất quan nghĩ Thật đúng là Đáng giá, có ý nghĩa, có giá trị Khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng quan nghĩ Cho nên Giáo dục tôn giáo Quan trọng hơn bất cứ điều gì Nếu tôn giáo không có giáo dục Những giáo sĩ này Làm ra một số sự việc không như Pháp thì nên tha thứ cho họ Vì sao vậy? Họ là người phàm Họ có tập khí Họ vẫn là có tự tư tự lợi Họ vẫn có danh văn lợi dưỡng Họ vẫn có tham sân si mạng Làm sao tránh khỏi những việc sai lầm chứ Phải nên biết việc này Chính chúng ta Phải lấy lương tâm của mình ra Phải tìm hiểu về họ Phải biết về họ Phải biết Chính chúng ta phải làm như thế nào Phải giúp đỡ họ như thế nào hiện nay các giáo sĩ không học những kinh giáo này chúng ta ở nhà học học rồi sẽ ảnh hưởng đến họ chính là để cho họ phản tỉnh chúng tôi trên hình thức là người học phật Chúng tôi theo công việc dạy học Phật giáo nhiều năm Chúng tôi cũng vui vẻ giúp đỡ các tôn giáo khác Cho nên tôi mỗi tuần Chí ít Có 4 giờ đồng hồ Tôi đọc Kinh Thánh của cơ đốc giáo Tôi đọc Kinh Cô của Hồi giáo Tôi đọc rất là nghiêm túc Học tập rất là nghiêm túc Học tập để cho họ xem Bạn bè của tôi Ở các tôn giáo khác rất nhiều Chúng tôi thường qua lại với nhau Tôi đọc kinh điển của bạn Khi tôi thảo luận với các bạn Tôi dùng giáo nghĩa kinh điển của các bạn Để thảo luận với bạn Nếu bạn không đọc kinh Phật Vậy thì thiệt thòi lớn rồi khuyến khích họ phải học kinh điển của chính mình Còn phải học kinh điển của người khác Như vậy mới có thể nói chuyện với nhau Mới có thể giúp hóa giải xung đột Xúc tiến, an định hòa bình Tiếp theo là câu hỏi của Đồng Tu Hồng Kông Có 5 vấn đề Thứ nhất vì sao phải siêu độ lịch đại tổ tiên và oán thân trái chủ giảng sanh về thế giới tây phương cực lạc cái vấn đề này bạn nghe kinh nhiều thì sẽ thấu rõ bạn phải hiểu là lịch đại tổ tiên oán thân trái chủ nếu không sanh về thế giới cực lạc thì sẽ không thoát ra khỏi lục đạo luân hồi đây là sự thật Lục đạo luân hồi là biển khổ Ở trên Kinh giáo Đại Thừa Phật đã nói với chúng ta rất hay Tam giới thống khổ Tam giới chính là dục giới Sắc giới, vô sắc giới Ở trong lục đạo Trong tam giới Có tam khổ, có bát khổ Tam khổ là khổ khổ Hoại khổ Hành khổ Đây là trong tam giới hết thảy đều có Bác khổ chính là khổ khổ Là nói dục giới Trong dục giới từ nơi này của chúng ta đi xuống dưới nữa Chính là ba đường ác Phía trên là sáu tầng trời Là cõi trời dục giới Đều có tình dục càng đi lên trên thì tình dục càng tan nhạt đến sắc giới thì dục đã đoạn rồi đoạn nhưng không phải là chân thật đoạn là do công phu tu trì mà khống chế được tuy là có dục tình nhưng nó không khởi tác dụng là phục đoạn không phải là diệt đoạn công phu phục đoạn cũng có cạn sâu khác nhau từ sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền lại đi lên vô sắc giới có cõi trời tứ không cho nên nói tứ thiền bác định nói một cách khác công phu phục đoạn có tám đẳng cấp đẳng cấp cao nhất là cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ thế nhưng vẫn là không thoát ra khỏi lục đạo luân hồi định công đó là vô cùng thù thắng, thật là không thể nghĩ bàn. Nhưng nó vẫn là có tính chất thời gian, thời gian rất dài, tám dạng đại kiếp. Con số này chúng ta không cách gì tưởng tượng được. Một đại kiếp là một lần thế giới này của chúng ta thành trụ hoại không. Tám dạng đại kiếp chính là địa cầu thành trụ hoại không tám dạng lần. Định công của họ thâm sâu như vậy Thế nhưng tám dạng đại kiếp Ở trong thời gian dài Thì vẫn là có hạn Khi thời gian đến rồi Định công của họ bị mất Mất định công rồi Thì phiền não của họ liền khởi lên Tham sân si mạng đều khởi lên rồi Cho nên trèo lên rất cao Ngã cũng rất nặng Từ chỗ họ vừa mất định công Liền rơi xuống đến tận cùng Chính là địa ngục A Tỳ Cho nên đây không phải là cách duy chỉ có sanh đến thế giới cực lạc thoát ly khỏi sáu cõi luân hồi thoát ly mười pháp giới đây gọi là cây vui cứu cánh đây là việc mà thích ca mâu ni phật mười phương chư phật ở trên kinh điển giới thiệu cho chúng ta hy vọng chúng ta hiểu rõ giác ngộ lấy việc giảng sanh về thế giới tây phương cực lạc là, là mục tiêu số một Phương hướng số một trong đời này của chúng ta Như vậy mới được Chính chúng ta muốn đến thế giới cực lạc Chúng ta cũng hy vọng lịch đại tổ tiên của chúng ta Hy vọng oán thân trái chủ của chúng ta Hết thảy đều đến thế giới cực lạc Ở nơi đó Đối đãi bình đẳng Chung sống hòa mục Cùng nhau tu hành Viên thành Phật đạo Phổ độ chúng sanh Thật tốt biết bao Hòa mục biết bao Câu hỏi thứ hai Công việc của con bận rộn Không có cách gì ngày ngày tụng kinh Như vậy con nên tụng kinh địa tạng như thế nào Để hồi hướng cho tổ tiên Và oán thân trái chủ Công việc bận rộn Một ngày tụng một bộ là được rồi Tụng một bộ kinh địa tạng Người mới đầu Thì tụng một bộ có lẽ là Cần khoảng 2 giờ đồng hồ nếu như bạn có thể tụng được 3 tháng Có lẽ một giờ đồng hồ là xong rồi Tụng được nửa năm thì tụng thuộc rồi Càng tụng càng thuộc Một giờ đồng hồ thì xong Nửa năm đầu thì khó khăn một chút Đọc tụng cho thuộc lòng rồi Thì càng về sau càng dễ dàng Bạn sẽ tụng rất hoan hỷ Vì bạn tụng kinh Nên có Phật Bồ Tát gia trì Cũng có thiên long quỷ thần tán thán bạn hộ trị bạn thứ ba vì công việc của con bận rộn nên chỉ khi nào rảnh mới nghe kinh có duyên ở trường dạy các bạn nhỏ học đệ tử quy xin hỏi con học phật như vậy có như pháp hay không như pháp nếu làm việc ở trong trường chính mình hãy thực hiện đệ tử quy trước bạn dạy trẻ nhỏ sẽ dạy được rất tốt nếu bạn dạy trẻ nhỏ mà chính mình không làm được thì trẻ nhỏ sẽ quay lại nói thầy đang gạt chúng con thầy bảo chúng con làm nhưng con thấy thầy không làm được hiệu quả sẽ không còn nữa rồi cho nên đệ tử quy rất khó dạy chúng tôi làm thí nghiệm ở than trì đã nghĩ đến vấn đề này rồi nhất định phải làm như thế nào ở nơi này nam nữ và trẻ các ngành các nghề mọi người ai nấy đều cùng học Trẻ nhỏ liền có tính tâm rồi Bạn xem người lớn dạy chúng ta Chính họ cũng học Cả nhà họ đều học Hàng xóm của họ ai nấy cũng đều đang học Như vậy thì mới sanh ra hiệu quả Nếu không phải là cách dạy như vậy Thì khó rồi Cho nên trường học hiện nay vô cùng khó khăn Chính là ở điểm này Trước đây Người già họ đều đã học qua Dạy trẻ nhỏ họ chân thật làm được nên trẻ nhỏ có tính tâm hiện nay giáo dục truyền thống ở nước ta đã nứt đoạn ít nhất là ba thế hệ rồi người lớn cũng không được học thế hệ của cha không được học thế hệ của ông cũng không được học hiện nay kêu chúng ta học chúng ta làm sao cam tâm tình nguyện sự việc vô cùng phiền phức cho nên hôm nay chúng tôi nói phải cứu lấy văn hóa truyền thống nhất định ở nơi này chúng ta cùng nhau làm thì mới có thể làm tốt được ở thành phố rất khó khăn tâm thái cạnh tranh ở thành phố quá nặng ngày ngày tranh danh đoạt lợi họ ở đó có nghĩ đến việc này không cho nên ở trong một ngôi làng khép kín thì sẽ tốt hơn mặc dù họ có cạnh tranh nhưng quan niệm về cạnh tranh nhẹ hơn nhiều so với thành phố không nghiêm trọng đến như vậy ở trong thành phố nếu chúng ta muốn ở trong tòa nhà chúng ta đang sống tòa nhà này có mấy mươi gia đình thậm chí hơn một trăm gia đình bạn có thể dạy hơn một trăm gia đình này tốt vậy thì quá tốt rồi dạy tốt một tòa nhà thì đã quá tốt rồi dạy một tòa nhà này tôi tin còn khó hơn cả trăm lần so với chúng tôi dạy ở thị trấn nhỏ than trì đây là chân thật họ không tiếp nhận họ chỉ cần tiền nếu bạn bảo họ đến nghe giảng và phát cho mỗi người 100 đồng Thì họ đều sẽ đến <laughs> Nếu bạn không cho tiền họ Thì không được rồi Họ thấy tiền thì mới sáng mắt Không có thì vẫn là không được Cho nên vô cùng khó khăn Thật không dễ dàng Câu hỏi tiếp theo Lúc bình thường ở trong nhà ăn mặc tùy tiện Nếu như công phu thời khóa tối trong nhà Mặc quần áo ở nhà bình thường Thậm chí quần áo ngủ Thì có như pháp không? Không như pháp Hết thảy đều phải từ trong cung kính mà cầu Điều này các vị phải chú ý đến Hết thảy đều là cung kính Khi trong nhà bạn có khách đến Bạn còn phải mặc quần áo lịch sự tiếp khách huống hồ là chúng ta đối diện với phật bồ tát đối diện với quỷ thần luôn là phải biết lễ phép điều này không được phép lơ là có thể mặc áo hải thanh đây là tốt nhất hải thanh là lễ phục thời xưa ở nước ta nếu không mặc hải thanh bình thường khi trong nhà chúng ta có khách đến chúng ta mặc quần áo bình thường cũng được chí ít cũng phải là quần áo bình thường Nếu như mặc quần áo ngủ thì không được rồi Đây là rất không lễ phép Câu hỏi tiếp theo Có gì nữa cư sĩ niệm Phật tinh tấn Nhưng chưa thể bỏ thuốc lá Khi có ấy niệm Phật Thì nhìn thấy chuỗi hạt Trong tay bốc khói xin hỏi có ý nghĩa như thế nào đây chẳng phải là cảm ứng sao trong tay của cô ấy thường hay cầm thuốc lá trong chuỗi hạt cũng bốc ra khói thuốc rồi tôi tin cảm ứng này là một sự nhắc nhở nói với cô ấy đây không phải là việc tốt trong giới luật của nhà phật mặc dù không có giới điều này thế nhưng trong giới luật của phật có giới nhiếp thiện pháp đây chính là triển khai Phạm là hết thảy thiện pháp Thì dù Phật không nói Cũng phải tu Cũng phải tu Với lợi lạc hữu tình này Bạn nói hút thuốc Hiện nay người thông thường nói là hút thuốc thụ động Bị tổn thương còn nghiêm trọng hơn Chúng ta hút thuốc Thì hại chính mình còn hại đến người khác Đây tuyệt đối không phải là việc tốt vì thế phải nên bỏ thuốc Phía dưới là 12 câu hỏi Của đồng tu trên Internet Câu thứ nhất Trong học Phật hành nghi nói Ở mọi lúc, ở mọi nơi Khi rửa mặt, rửa chân, tắm gội Trong trọ thì đều có thần chú thế nhưng khi đọc tụng thì con lo là âm đọc không chuẩn xin hỏi con có thể thay thần chú bằng câu phật hiệu được không được thần chú đúng thật là phải do thượng sư truyền thọ trực tiếp âm đọc đã ghi chép trong kinh điển có nhiều chỗ không chuẩn rất khó mà có hiệu quả chi bằng chúng ta niệm danh hiệu phật niệm danh hiệu bồ tát thay cho thần chú là như nhau khi xưa đây là pháp sư quán đảnh vào những năm thời càng long pháp sư này vô cùng kiệt xuất trước tác của ngài rất nhiều ở trong Đại Tạng Kinh Tục Tạng Có hơn 20 loại trước tác Ngài từng nói qua một câu Trong Quán Kinh Trực Chỉ Quán Kinh Trực Chỉ Là trước tác của Ngài Trong Quán Kinh Trực Chỉ tôi xem thấy Có một đoạn nói như vậy Ngài nói thế gian này Đối với tôi nghiệp sâu nặng Thông thường thì hết thảy kinh sám Đều không thể tiêu trừ bao gồm những sám mà hiện nay bạn quen thuộc như đại bi sám lương hoàng sám từ bi tam muội thủy sám thủy lục đại sám hết thảy đều không sám trừ được những tội nghiệp như vậy nghe nói sau cùng còn có một phương pháp phương pháp này chính là một câu a di đà phật có thể diệt hết thảy trọng tội tội mà hết thảy sám không sám được thì một câu a di đà phật có thể sám trừ đây là Ngài ở trong quán vô lượng thọ kinh trực chỉ nói với chúng ta Cho nên công đức niệm Phật vô lượng vô biên Chúng ta phải biết Có thể đem tất cả thần chú Hết thảy đều đổi thành a di đà Phật Đó là Pháp môn vô thượng Tiếp theo họ hỏi là Phật nói hết thảy Pháp vô ngã Xin hỏi vì sao lại nói tận hư không khắp pháp giới hết thảy pháp là chính mình hai cách nói này là hỗ trợ lẫn nhau không hề mâu thuẫn không hề mâu thuẫn nói là hết thảy pháp vô ngã chữ ngã ở đây là tự thể hết thảy pháp không có tự thể Thế là gì? Thế là nhân duyên Thế mà hiện nay chúng ta nói là Nhiều điều kiện kết hợp lại Không phải là đơn nhất Đối với cách nói vô ngã này Phật dạy chúng ta không chấp trước thân này là ta Đây là điều mà chúng sanh trong lục đạo Hết thảy đều chấp trước chấp trước thân này là ta thì phiền phước sẽ đến vì sao vậy không thoát khỏi dục giới phạm vi sống của bạn ở trong vòng tròn rất nhỏ bạn nhảy không qua cửa ải này cho nên phật nói với chúng ta chân tướng sự thật thân không phải là ta vậy ta là gì ta là pháp tánh Pháp tánh mới là ta Bạn xem trong thiền tông nói Mặt mũi vốn có trước khi cha mẹ sanh ra Đó mới là ta Mặt mũi vốn có trước khi cha mẹ sanh ra Là pháp tánh Pháp tánh là gì? Pháp tánh chính là Bản thể của hết thảy pháp Trong khắp pháp giới hư không giới Hết thảy Pháp trong tận hư không khắp Pháp giới Từ đâu mà đến Là từ Pháp tánh biến hiện ra Cho nên tên Kinh Hoa Nghiêm nói Toàn bộ xâm la dạng tượng trong vũ trụ Đều là duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tâm chính là tánh Thức cũng là tánh Cho nên Trong địa tạng kinh khoa chú nguyên nghĩa của nó chính là nói tánh thức không thể nghĩ bạn lời nói này rất hay tánh thức không thể nghĩ bạn đó mới là chính mình chân thật mới là chính mình bạn biết là tự mình tìm ra chính mình rồi sau đó bạn sẽ hiểu được toàn bộ tận hư không khắp pháp giới là chính mình khi chúng tôi giảng kinh thường hay dùng thân thể để làm thí dụ nếu thí dụ toàn bộ cơ thể này là thí dụ cho Pháp tánh. Mỗi cá nhân chúng ta chính là một tế bào trong cơ thể. Tất cả chúng sanh chính là các cơ quan không giống nhau, tế bào không giống nhau cấu thành một thân người. Bạn có thể từ đây mà biết. Bạn đối với hết thảy chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới, bạn đều xem thấy đó là chính mình, đó không phải là người ngoài. Hết thảy chư Phật là chính mình. Hết tại Bồ Tát là chính mình Tất cả chúng sanh trong lục đạo là chính mình Ngoài chính mình ra Không có pháp nào có thể đắc Đây là bạn thật sự tìm được chính mình rồi Bạn đối với tất cả chúng sanh Đối với những thiện ác Mà họ đã làm Cách nhìn của bạn là gì? Làm việc thiện, thiện là thuận tự thánh là tốt Làm việc ác, ác là trái với tự tánh Đó chính là một phần tế bào sinh bệnh trong cơ thể Tế bào đã nhiễm bệnh rồi Tế bào thiện thì phải giúp cho nó trưởng thành thật tốt Tế bào bị bệnh thì phải khéo mà loại trừ Bệnh độc ra khỏi nó Để nó khôi phục lên bình thường Đây chính là công việc của chư Phật Bồ Tát Làm trong chính Pháp giới Giúp chúng ta khôi phục lại bình thường Các ngài biết các ngài và chúng ta là một thể Chúng ta không biết các ngài và chúng ta là một thể Cho nên các ngài là giác ngộ Thấu rõ chúng ta là mê quạt hồ đồ Không biết chân tướng sự thật này Thứ ba Mẹ con không tin lắm về thế giới Tây Phương cực lạc Cảm thấy rất khó Hiện nay Mẹ con chỉ niệm thánh hiệu địa tạng Nói là phải trị bệnh trước Nhưng mẹ con đã gần 70 tuổi rồi Xin hỏi phải làm thế nào Để giúp mẹ giảng sanh về Tây Phương Tụng kinh địa tạng là được rồi Vừa trị bệnh cũng có thể giảng sanh Cánh cửa vào thế giới Tây Phương cực lạc Rất rộng Tuyệt đối không chỉ có niệm A-di-đà Phật Chỉ có tụng kinh vô lượng thọ Kinh Di-đà Thì mới có thể giảng sanh Không phải vậy Bạn hãy xem những gì trên kinh vô lượng thọ đã nói Tu học hết thảy Pháp Đại Thừa Miễn là hồi hướng cầu sanh Tây Phương tịnh độ Thì lúc Lâm chung Phật đều đến tiếp dẫn Cánh cửa này quá rộng Không có một chút tư tâm Không có chút thành kiến Pháp môn cho nên tụng kinh địa tạng Niệm địa tạng Bồ Tát Hồi hướng cầu sanh Tây Phương tịnh độ Nhất định được sanh Kinh vô lượng thọ có thể làm chứng minh Câu thứ tư Họ hỏi là Học trò tính tình lập dị Gặp người khác thì căng thẳng cho nên chung sống với người dẫn đến đủ loại hiểu lầm Xin hỏi có phương pháp nào đặc biệt Hiệu quả có thể giữ bình an giảm thiểu tai họa Những tình trạng này Hết thảy Đều có nhân từ trước Đây là quả báo Đều có nhân từ trước Hiện nay ở nước ngoài Thường hay dùng phương pháp thôi miên mức độ sâu làm cho bạn quay về đời quá khứ Tìm ra được nguyên nhân này Thì sẽ lập tức tiêu trừ Điều này không tổn hại gì Có thể thử xem sao Tìm ra trong đời quá khứ của bạn Xem nguyên nhân nằm ở đâu Gốc ở chỗ nào Câu hỏi thứ năm Con người khi vừa qua đời Thì không được lập tức di chuyển Xin hỏi động vật có phải cũng như vậy không nếu truyền thọ tâm quy y cho mũi đã chết Nếu đem chúng đặt ở bên cạnh mái niệm Phật Di chuyển như vậy Liệu chúng có khởi tâm sân hận không? Xin hỏi phải nên làm thế nào ạ? À? Động vật và người không giống nhau Con người đang tạo tội nghiệp Con động vật đang tu sám hối Chỉ cần bạn có thiện tâm thành ý Giúp đỡ chúng Chúng sẽ tiếp nhận Chúng sẽ cảm ơn bạn Tiếp theo là câu hỏi thứ sáu Chỗ học trò đang ở có rất nhiều người chưa thành niên bị chết Như chết vì tai nạn, xe cổ chết đuối, dân dân Rất nhiều người lớn đều vì họ mà đi gọi hồn Xin hỏi người chết rồi có thực sự cần phải gọi hồn không? Ở cõi quỷ là hóa sanh hay là thai sanh? Phật ở trên kinh nói với chúng ta Cõi quỷ vẫn có thai sanh Hóa sanh Thai noạn thấp hóa Hết thể đều có Đây là cõi ngạ quỷ Khi gọi hồn Chính là cha mẹ, ông bà Người thân quý thuộc, bạn bè thân thích Ở trong quá khứ Đang ở một cõi nào đó Vẫn có thể gặp mặt Vẫn có thể tìm thấy đây là tình chấp thế gian Tình chấp thế gian Vẫn là không thể quên Người nước ngoài cũng rất nhiều Tôi xem thấy một số tài liệu Họ ở trên thuộc thôi miên Tìm tình nhân kiếp trước Tình nhân kiếp trước có một số họ biết Chính là một người nào đó ngay trong bạn bè hiện tại của họ họ sống rất là hợp ý nhau đời quá khứ từng là cha con là vợ chồng hiện tại có khi biến thành anh em hoặc là biến thành con cái của chính mình có cảm tình đặc biệt cho nên con người có khả năng đời đời kiếp kiếp đều có thể sống chung với nhau loại tình chấp này nếu không đoạn cái gì tự nghĩ xem rất khó thoát khỏi lục đạo rất khó thoát khỏi hoàn cảnh này cho nên phật muốn chúng ta buông xuống tình chấp buông xuống tình chấp thì chúng ta mới có thể giảng sanh về cõi phật đâu có ai biết là tình thân trong cõi phật càng nhiều hơn tổ tiên đời đời kiếp kiếp xưa của chúng ta trước đây đều giảng sanh rồi đến thế giới cực lạc đều gặp được điều đó thật tốt vĩnh viễn không rơi vào luân hồi nữa mọi người cùng nhau giúp a di đà phật phổ độ chúng sanh không có duyên với a di đà phật nhưng có duyên với bạn bạn có thể giới thiệu để cho mọi người hết thảy đều được độ đây là việc tốt câu hỏi thứ bảy xin hỏi phải nắm bắt mức độ tùy thuận chúng sanh như thế nào thí dụ như việc nào đó nếu không tùy thuận người khác tập thể thì có thể làm liên lụy đến việc của họ còn nếu tùy thuận thì sẽ khiến cho chính mình phạm giới như mượn danh nghĩa của chính mình để làm một số việc việc này phải có trí huệ nếu không có trí huệ thì chính là như trong nhà Phật nói Từ bi đa họa hại Phương tiện xuất hạ lưu Bạn sẽ rơi xuống hạ lưu Có họa hại Cho nên phải có trí huệ Khi tùy thuận chúng sanh Bạn từ thập đại nguyện dương Thì có thể thể hội được Bạn xem Lễ kính chư Phật Như định phải tùy thuận Cung kính đối với người nhất định phải tùy thuận Đối với người ác cũng phải cung kính Tán thán như lai thì có điều kiện Bạn xem tán thán thì đổi thành như lai Ngài không gọi là chư Phật Tán thán nhất định là việc tốt, việc thiện Họ làm không như Pháp thì không được tán thán Cho nên như lai là từ trên tánh đức mà nói Chư Phật là từ trên hình tướng mà nói Việc này không như nhau Do đây có thể biết Bồ Tát Phổ Hiền Dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh Bạn sẽ hiểu được hằng thuận chúng sanh Là có chân mực Không phải là vô điều kiện Trong đó có điều kiện Những thứ này phải nên khéo mà học tập nền tảng cơ bản nhất đương nhiên vẫn là đệ tử quy nếu bạn có thể từ đệ tử quy bắt đầu học từ thập thiện nghiệp bắt đầu học từ thái thượng cảm ứng thiên bắt đầu học thì chừng mực đó vô cùng rõ ràng bạn sẽ biết trong các tình huống khác nhau làm sao vận dụng linh hoạt vận dụng đến chỗ vừa dặn cho nên đây là trí huệ mượn danh nghĩa làm một số việc sự việc này nếu không như pháp có khi chính mình còn phải chịu trách nhiệm pháp luật cho dù chính bạn cảm thấy không quan trọng người nhà của bạn sẽ gián tiếp chịu tổn hại việc này cũng không thể không lưu ý câu hỏi tiếp theo nghe thấy một vị pháp sư nói a di đà phật là thân kim sắc mà tượng phật a di đà xứ trắng của tịnh Tông học hội có chỗ hơi khác xin hỏi phải nên trả lời như thế nào bạn hãy trả lời nói với họ đừng chấp trước nữa buông xuống phân biệt chấp trước thì không có việc gì rồi cỡ sao nhất định phải phân biệt nhất định phải chấp trước chứ nói thật ra Phật không có thân tướng nhất định Cũng không có sắc tướng nhất định Trên Kinh Lan Nghiêm nói cho chúng ta rất rõ ràng Phật là tùy chúng sanh tâm Ứng sở ti lượng Bạn thích Ngài Là hình tướng gì Thì Ngài sẽ hiện ra hình tướng đó Thích Ngài màu sắc gì Thì Ngài liền biến ra màu sắc đó Câu hỏi tiếp theo Nếu nơi ở không thuận tiện Để cúng tượng Phật nên tải ảnh Phật về trên máy tính Khi cúng Phật lễ Phật Thì đối trước tượng Phật Ở trong máy tính để lễ Phật Xin hỏi có như Pháp hay không Như Pháp Nếu như lúc nào bạn cũng mang theo máy tính Thì tượng Phật lúc nào cũng ở bên cạnh bạn rồi Đây là một loại phương thức rất tốt Câu hỏi tiếp theo Trong tình không Pháp sư Pháp ngữ Nói vì thuộc quả thử vi tối trọng Vì quả báo vị thời thành thuộc Xin hỏi vị thời là ý gì? Đây là danh từ Phật học Bạn có thể tra trong từ điển Phật học Phật học Đại Từ Điển nói rất rõ ràng Vị chính là không như nhau Vị thời là thời điểm không như nhau Thí dụ như chúng ta lấy một trường hợp đơn giản Cây đào là nở hoa trước kết quả sau. Hoa cùng với quả không phải cùng một thời điểm, đây gọi là dị thời. Nếu hoa và quả đồng thời thì không phải là dị thời. Hoa quả đồng thời như hoa sen, hoa sen là hoa quả đồng thời. Bạn xem khi sen lớn thành đài sen, bên trong có hạt sen, hoa và quả của nó là đồng thời, cho nên trên hình tượng Phật của chúng ta, trong Phật môn sử dụng hoa sen làm biểu pháp Chính là nhân quả đồng thời Như các loại khác Cây đào, cây mận, nhân quả không đồng thời Gọi là dị thời Gọi là dị thuộc Là ý nghĩa này Câu hỏi tiếp theo Xin hỏi có phải là từ trong bát thức Tìm được chân như bổn tánh không Chân vọng hòa hợp có phải là chân như không Hay chỉ là bát thức Hay là chân như ở ngoài bát thức Chuyển thức thành tịnh địa trí Vấn đề này rất phức tạp bạn muốn làm cho rõ thì bạn phải đọc kinh luận duy thức duy thức xác thực là một môn học vấn rất là đồ sộ phải dùng đến đầu óc chừng như bổn tánh nơi đâu cũng có chỗ nào cũng có lúc nào cũng có vì sao vậy ngay cả tận hư không cũng là do nó biến hiện ra hư ừ, không không phải là thật ngày nay chúng ta nói thời gian và không gian thời gian và không gian đều là tự thánh mà biến hóa ra nó không phải là thật cho nên thời gian không gian có thể đột phá đột phá được thời gian thì trước và sau đều không còn nữa đột phá được không gian thì gần và xa không còn nữa đây đều là chân tướng sự thật Câu hỏi cuối cùng Đệ tử niệm Phật niệm đến khi vô cùng tĩnh lặng Nhìn thấy Hư không rất nhiều chúng sanh Trong đó có Phật Bồ Tát Cũng có đạo nhân buộc tóc Giống như tiên nhân Còn có các sư phụ xuất gia Đang ngồi gõ mỏ Họ cũng niệm Phật cùng con Xin hỏi vì sao Lại nhìn thấy họ như vậy Đây là cảm ứng Đây là việc tốt nhưng đừng chấp trước Chấp trước thì không được rồi Phật Ở trên Kinh Lan Nghiêm nói Nếu hiện tượng này xuất hiện Bạn không nên quan tâm đến nó Đừng để trong tâm Thì mới là cảnh giới tốt Nếu thường hay để trong tâm Dần dần sẽ biến thành cảnh giới ma Đạo lý này phải biết Bất luận cảnh giới gì hiện tiền đây đều là nói Bạn đang ở trình độ nhất định Thời gian và không gian Như vừa mới nói đột phá Thời gian không gian rồi Thì bạn có thể có thể nhìn thấy những tình trạng như vậy Của không gian duy thứ không động Nhìn thấy cảnh giới Phật Nhìn thấy cảnh giới cõi trời Cảnh giới thần tiên Hoặc là cảnh giới của chúng sanh lục đạo Đều sẽ nhìn thấy Đây là bình thường Không nên chấp trước vào nó Cũng không cần phải nói ra thế nhưng bạn có thể dùng bút để ghi chép lại đối với sự tu hành của bạn sẽ có trợ giúp đây là ghi lại công phu của bạn đạt đến một loại trình độ nào đó ghi chép của bạn cũng đừng đi khắp nơi cho người khác xem có thể đưa cho người chân thật có tu hành thỉnh họ làm giám định có lẽ khi nào có giá trị Thì họ sẽ nói với bạn Nó thể cung cấp Cho các đồng tu làm tham khảo Được rồi Thời gian đã hết Cũng vừa đúng lúc chúng ta giải đáp xong các câu hỏi này A-di-đà Phật Cẩn dịch Ban biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng Tây Cư Sĩ gmail com người đọc hạnh quang phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc Nam mô A Di Đà Phật